Xin chào mọi người nha. Nay mình bóc một cây HO mình mua ở nhà vườn Linh Trang ở dưới vị trí Phú Thọ. Đấy. Đây mình sẽ bóc cho mọi người nha. Vì trong quá trình shipper ấy và mình mua ấy, thì người ta gửi đến với người quen mình, nhà vườn mình quen đấy. Mình bóc rồi. Đây, người bóc này. Đấy, trong sản phẩm này nhá. Mình sẽ sản phẩm này. Đây. Đây. Đóng gói cho tận đây. Đấy, hộp này. Bằng ống nhựa PC. Đây, có tên đàng hoàng này. Ship này. Chống vỡ, chống đè. Đấy. Gửi về nhận gì vỡ. Mọi người xem hay không nhá. Rất là đây là cái HO đấy mọi người. HO chuẩn đấy. Ở nhà vườn Linh Trang ấy. Đấy. Có số điện thoại đàng hoàng. Đấy. Gửi cho này, người ta gửi này. Người gửi nhà vườn Linh Trang, người nhận này thạo thực này. Đấy. Thạo thực là tên mình thôi. Đấy. Còn kênh mình là kênh YouTube là mình là Thạo Trần. Nếu mọi người hay thì hãy đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Thì địa chỉ thôn mình là thôn 9 là Quan Bạch Sa, huyện Tuyên Quang rồi. Mình nói hơi nhanh. Đấy, số nhận số lượng là 1 HO. Còn tiền là như này. Đấy, mình số tiền mình không nói. Đây là cái chỗ là số tiền nói ra có thể ít quá thì người ta bảo ồ rẻ thế. Đất quá thì mà tại sao đất thế? Đấy. Nếu mà vừa thì bảo là mình người ta bảo là mình nói phét. Nhá, đấy là thế. Thì phát cơ đấy. Đấy. Hộp này rất đảm bảo và an toàn này. Đấy, rất là băng dính an toàn hết. Một cái HO chuẩn đấy. Trên thị trường thì mọi người cứ thử tính xem một cái HO ra thị trường bao nhiêu thì là như thế đó. Nhưng mà mình mua người tận người quen người ta. Người ta rất là đóng rất bảo, đóng rất là đảm bảo đấy mọi người nhá. Đấy. Còn mình giới thiệu sơ qua là như thế này. Đấy là như thế. Một bộ của nó là combo này. Đấy, còn cái này là cái của mình đây. Đấy. À, từ thấp lên cao này. Đấy. Còn rất nhiều nữa thì đây mình show với sản phẩm cho mọi người xem thôi. Đấy, mình có đóng đây. Đấy, mình sẽ bóc cho mọi người bóc từ A đến Z nhé. Đấy, mọi người bóc rồi thì mình đây. Đấy, mình bóc từ đến cây thì mình bóc cho mọi người xem nhé. Bông này. Đấy. Cây. Đảm bảo chất lượng này. Có giấy bảo hành này. Đấy. Giấy bảo hành mặt hoa. Mọi người đấy. Xem nhanh nhé. Xem nhanh nhé, đọc trên điện thoại nhá. Nó tiền nhá. Đấy, xem nhanh. Cái này cho bảo hành nhá. Đấy. Cất cái này là của mình cho vào túi. Không ý kiến gì. Đấy. Trong quá trình vận chuyển gây một mặt hoa, mình sẽ cắt vừa đây. Mình kéo cắt. Chắc phải cái giấy để lại. Ui. Xem sao thế. Bóc HO. HO mọi người là HO chuẩn nhá. Còn mình không phải nhà vườn đâu, mình là kênh YouTube Thạo Trần thôi. Mọi người hãy đăng ký ủng hộ, đăng ký miễn phí đấy. Ở bên tay phải mọi người ấy, mọi người ấn vào đăng ký và nhớ ấn chuông bên cạnh để cập nhật thêm video mới nhé. Mình bóc từ trên xuống thì mới an toàn. Xem nhà vườn Linh Trang gửi người quen mình gửi cho cái gì. Em mua mình mua trực tiếp đấy. Để dính đấy. Để cắt từ đây à. Này. Cái này cái giá thể nó rất là nhỏ thôi, mình cái giá thể ít mà lại cái giò nhỏ lắm. Cái này trong quá trình tới là mình sẽ phải thay giá thể và thay cái giò này. Cái giò rất là nhỏ này. Đấy. Ôi trời ơi. Hộp PC. Nhựa cứng đảm bảo chất lượng. Đấy. Để đây. Cái gió rất là nhỏ. Mình phải thay này. Trong quá trình mình vận chuyển ấy, thì một lá và hai lá nó sẽ gãy. Về mình lúc mình nhận thì anh bạn mình gửi lên thì chưa gãy đâu. Thì mình phải cắt đi. HO nha mọi người, mọi người cần liên hệ thì cắt tháng thứ hai bỏ đi, tạm thời nó phải thế đâu. Cái này ấy, thì mọi người muốn đây giống ấy thì bây giờ chưa được đâu mọi người, phải sang năm cơ, tháng 1 tháng 2 tháng 3 thì bắt đầu mới mọc mầm gốc. Mầm gốc mình chưa nói đâu, đây là kẹp chì thôi. Mầm gốc ở dưới này. Đấy, kia nhá mọi người nha, chuẩn đấy. HO lá cong nhá, không phải lá thẳng nhá. Lá cong lá dày nhá. Lá hỏng mình bẻ mọi người xem ơi. Đấy, kêu tạch phát. Đấy.
dày, đuôi hoa đô, lá cong, đuôi cong. Phân biệt dễ nhất là đuôi cong hoa đô. Còn mấy hàng này nó rất cong luôn, mọi người thấy không? Mấy cái to kìa. Đấy. Đây, cái này to nhất. Đây. Đây là mình show một số hàng cho mọi người xem thôi. Đây là cái này chuẩn này. Ây da. Nếu mà muốn đặt đăng ký mình HO ấy thì phải là sang năm. Tầm giờ này sang năm thì mới có mầm được. Mình cho quá trình mình nuôi nó còn chăm sóc và nó lớn lên mình được còn chia sẻ cho mọi người ấy. Cũng đam mê ấy, đam mê như người chơi hoa ấy. Những người chia sẻ những người đam mê ấy, thì mình cũng phải lâu ấy, phải tầm giờ sang năm. Tháng 12 sang năm mọi người nhá. Bây giờ tháng 12 rồi. Đấy, phải tầm tháng 12 sang năm. Nếu muốn chia sẻ nhau mua hoa, những fan chơi hoa thì mới có được. Bây giờ mọi người bảo là có 6 phân này thì 6 phân HO là bao nhiêu mọi người? Đấy, hiện tại bây giờ 2020 tháng 12 2020, không nói ngày tháng, nhưng tháng 12 2020 giá HO là bao nhiêu? Đây là 6 phân mọi người ạ. Có của trong gà ấy, gà mổ ấy. Giới thiệu luôn gà đồi. Gà chạy bộ đấy. Gà rang gừng ấy. Đấy nhá. Nhẹ nhàng thôi. Đấy nhá. Đấy nhá. Quá chắc chắn và quá chuẩn luôn. Rất chắc chắn và rất chuẩn. Sao anh bạn gói cẩn thận thôi, gói bình thường gói nhiều băng dính quá, bóc khó quá đi, không cần đập vào cây để hỏng hết. Rất an toàn. Đẹp chì nhá mọi người nhá. Đấy. Phủ một lớp báo lên và tẩm ướt, xong là bắt đầu mới bọc băng dính vào. Đây, đã xong một cây HO chuẩn xịn. Kỳ nha mọi người nha. Không phải mầm mà không phải nhân mô nha. Kỳ giá thể tốt. Dễ tốt. Mình xem này. Đó, mọi người muốn đặt cái này nhá. Đây. Cái mầm nó này, sau này sẽ mầm gốc ở đây. Mình sẽ mầm gốc lên này. Mọi người thấy nhau, thấy sao? Ổn không? Đẹp nha. 6 phân HO nhá. 7 phân rồi 6 phân HO. Thì mình sẽ treo lên và mình sẽ thay cái giỏ này cơ. Cái này thì hơi nhỏ. Để người ta vận chuyển trước, người ta trồng to lên vận chuyển, người ta cho nhỏ lên dễ vận chuyển thôi. Đấy, xem được cái gì. Xem được nữa. Cái đấy cầm lại. Cất đi cho túi. Đây cái gì đây. Rồi. Đây của mình. Đi vào một chút. Nghe lại cất. Ừ.
chỉ nhé mọi người nha, nhớ là mình xuyên vào đây, mở xuyên vào xuyên xuyên che vào kẹp chỉ. Đấy, mọi người xem video clip mình bóc cây HU, hay hãy like và chia sẻ cho mình xem nhé, và nhiều người hỏi và cho người nhiều người cũng đam mê là muốn những cây như này thì liên hệ qua mình nhé, để mình chia sẻ cho cùng đam mê và cùng niềm thú vui, thú vui chơi hoa, trẻ chơi hoa này già chơi chữ, nhưng mà mình nên là trẻ chơi hoa, đúng là trẻ chơi hoa thật. Đấy. Chơi HU đây, hoa lan thôi nhưng mà HU thay mọi người nhé, đây HU cho chị nhé. Mọi người muốn đăng ký để mà nhận cái những cái HU như mầm này thì để sang năm mọi người nhé, phải tầm tháng 12 tháng 5 cơ, bây giờ mình bắt đầu mới trồng lúa non thôi, nên người ta gọi là quái mạ, quái rồi nên mình trồng lúa non thôi, bắt đầu mới trồng ruộng thôi, để còn lên ki rồi mình còn làm mầm, làm miếng để cho bật mầm, rồi nó rụng lá, trong quá trình rụng lá thì nó còn bật ki cơ đấy, rồi còn mọc mầm gốc lên để cho chăm sóc, và xong nó còn rụng lá trong đến tháng 12 tháng 5, tầm tháng 3 tháng 5 thì mới có cái ki để chia sẻ cho mọi người cơ. Còn những cái này thì mọi người muốn muốn chia sẻ mọi người, những cái này thì rất là đẹp này, đây là loại húy này, húy đấy, thân rụt này, lan rừng này, cái này rất là có giá trị này, tất cả mọi thứ này mọi người đến mình giới thiệu ra đây rồi show hàng cho mọi người xem thôi, cái quảng cáo nó từ quảng cáo hơi nhiều quá, nhưng mà show hàng mình xem nhá. Đây là HU. Còn cái này dưới HU hoặc trên HU thì mọi người phải tự hiểu, thế là mình giới thiệu là thân ngắn này, thân to này, lá cong này, lá dày này, lá xanh đậm này, đấy mọi người mình biết nhá, đấy kẻ rất là rõ, kẻ từ dưới gốc chỉ kẻ lên cơ, kẻ thân đấy, chỉ nói thôi mọi người xem đoán là nó là loại gì. Thường thường là dưới cái gốc lá này này tím, nhưng mà này không tím mà là trắng, trắng hết đây, một dàn đây là gọi là, chúng ta xem còn này là cái HU. Vâng, tại video clip bóc cây HU thì đến là hết, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người nhé. Mọi người xem kênh mình hay hãy đăng ký ở bên trái và nhớ ấn chuông để cập nhật thêm video mới. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau, mình sẽ cho mọi người xem hơn nữa nhé. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.